Con muốn đưa chị đi cùng con à? Không được. Sao lại không được hay gì? Nó đi rồi thì ai lo cái nhà này? Cái nhà này cũng là của dì, thì dì phải lo chứ. Chị con đâu phải là ở đỡ ở đây. Nhưng mà nó là con cái trong cái nhà này, công chuyện trong nhà nó phải lo. Tôi á còn phải giữ thằng Sen, sao mà làm hết được? Thì ra dì không cho chị con đi là vì lợi ích của dì, chứ dì đâu có thương yêu gì chị con. Con xuống Cần Thơ rồi á, chắc là phải kiếm nhà mấy thầy ở đó tạm ít bữa, rồi mới mương phố dọn nhà sau ha. Dạ, ý con cũng tính vậy đó cha. Ừ. Nhưng con đi vậy đó rồi vợ con bây giờ mày tính sao? Nếu con đem vợ con theo một lượt á thì hơi bất tiện. Con tính đi trước một mình, khi nào mà ổn định á thì con sẽ rước hai má con theo. Tôi muốn đi một lượt với mình. Cha mới nói mình không nghe hay sao mà còn đòi đi nữa. Thằng Bình á, nó tính vậy cũng phải á mày. Thôi nhà chờ tin đi ha. Mình phải về nhà rước tôi đó, chứ đường xá xa xôi trắc trở như vậy tôi đâu có biết đường đâu mà đi. Tôi tặng cho cô Oanh đó. Hả? Ông tặng tôi? Ừ. Bộ cô không nhớ là tôi đã hứa sẽ tặng quà cho cô hay sao? Tôi tưởng là ông nói chơi thôi chứ. Sao lại nói chơi? Nhất là đã hứa với một người đẹp thì càng phải giữ lời. Ngó chừng cái túi này chắc là mắt lung lắm. Vậy mới xứng với cô chứ.